Xin chào các bạn, bạn đã thấy con cóc nào to thế này chưa? Thậm chí là một con của hoàng đế siêu to tổ bố. Bộ phim hôm nay hết sức nhẹ nhàng, kể về chuyến hành trình của dâu ở nhút nhát, nhưng can đảm băng qua hàng ngàn quái vật, để đến được với tình yêu đích thực của đời mình. Câu chuyện bắt đầu sau khi con người dùng tên lửa hạt nhân bắn phá thiên thạch, bụi phóng xạ khiến mọi con vật để trở nên biến dị siêu to khổng lồ. Chúng tàn sát hầu hết 99% nhân loại, một số ít sống sót cố gắng trốn trong các bong ke sâu dưới lòng đất. Chúng ta có nam chính dâu ở là thanh niên mới lớn nhưng vẫn cô đơn, trong khi đám thanh niên dưới này thì cứ xúc than hì hụi mà không đóng cửa. Nói chung tất cả mọi người đều có đôi, chỉ có mỗi mình dâu ở là phải thẩm du tư tưởng. Đột nhiên hôm nay bong ke bị quái vật tấn công, mọi người tất chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có mỗi dâu ở là yếu đuối không ai cho đi, bởi họ sợ cậu đi theo chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Nhưng rất nhanh chóng một người bị hạ, thấy vậy dâu ở liều mình cầm vũ khí xông ra. Ấy vậy nhưng khi cậu đối mặt với quái vật thật sự, chân run cầm cập toàn thân cứng đờ, chẳng khác gì thanh niên lần đầu tiên được cầm tay gái. Đúng lúc quái vật sắp giết cậu thì đồng đội đã cứu nguy. 7 năm trước dâu ở đã từng có một cô bạn gái, nhưng vừa mới cởi ra chưa kịp xúc than thì xảy ra báo động, quái vật tấn công nên phải chạy đi ngay. Gia đình hai nhà ly tán mỗi người một hướng. Khốn nạn thay bong ke của bạn gái ở nơi cách anh 100 km, nên mặc dù rất nhớ nhau nhưng hai người chỉ có cách gọi điện, mà đường truyền điện thoại chập chờn nên thỉnh thoảng mới nói được vài câu. Thực sự bây giờ dâu ở không thể chịu nổi cô đơn nữa, theo tiếng gọi con chim anh quyết tâm lên đường tìm đến Ami, mặc cho mọi người ngăn cản vì con đường đó dài tới 70 dặm, mà theo lý thuyết thì không một ai có thể vượt qua. Nhưng chim đã đủ lông đủ cánh nên dâu ở vẫn quyết tâm bay thử. Rời khỏi bong ke là một thế giới rất hoang tàn. Dâu ở giở tấm bản đồ vẽ tay và bắt đầu di chuyển. Đi một lát anh vẫn chỉ toàn gặp những sự yên bình. Mãi đến khi mặt nước bên cạnh thò lên hai con mắt, hóa ra đây là một con cóc siêu to khổng lồ. Nó phóng lưỡi ra đớp, may rằng dâu ở né được. Nhưng khi đang định chạy thì nó lại đớp trúng chân. Cứ như vậy nó kéo dâu ở về mồm. Tình thế nguy cấp, may rằng có một chú chó tới cứu. Cứ như vậy một người một chó bỏ chạy tuyệt quần. Chú chó dẫn dâu ở vào nhà là cái xe buýt tạm của nó. Chủ của nó là một cô gái nhưng đã bị quái vật giết đi, nên suốt ngày chú chó cầm theo cái áo lót của chủ. Sáng hôm sau dâu ở lên đường khởi hành, cậu vàng cũng cầm luôn theo cả cái áo lót. Dâu ở chỉ đành cho vào túi để cả hai cùng rời đi. Nhờ có cậu vàng nên cuộc hành trình cũng vui hơn hẳn. Nhưng đang vui thì dâu ở bị sụt chân rơi xuống hố, mà dưới này lại toàn là những cái lỗ. Có vẻ đây là cái bẫy của một loài côn trùng. Quả nhiên những con côn trùng cứ thế từ trong lỗ phóng ra. Rất may lúc này có hai người ném dây xuống cứu, chứ nếu không chỉ vài giây sau chỉ còn bộ xương. Cô bé nhỏ ném luôn một quả lựu đạn xuống kết liễu hết bọn này. Có vẻ như hai bố con này thuộc hàng sinh tồn đẳng cấp, nên dâu ở nhát chết vội vàng xin đi theo. Cô bé cũng muốn dạy cho dâu ở bắn nỏ, nhưng đúng là dâu ở bắn như cứt, như thế này làm sao sinh tồn được ở đây. Mãi về sau dâu ở mới bắn trúng được một chút, nhưng anh cũng không ngờ rằng đi được một ngày mà con cóc khổng lồ vẫn đánh hơi được mà bò theo anh. Một lát sau khi đang đi bộ, đột nhiên ông lão nói không được di chuyển, rồi cứ thế ông tụt luôn áo chàng trai. Hóa ra đằng sau cậu là một con ốc sên to tướng. Ông lão nhét luôn áo của chàng trai vào cho nó mang đi, để cho con cóc đuổi theo mùi của chiếc áo mà bỏ quên mọi người. Nhờ vậy mọi người mới có tạm được một tối ngủ ngon. Sau mỗi ngày dâu ở cũng tranh thủ vẽ lại quái vật và đặc tính của chúng. Sáng hôm sau cả nhóm lại bắt đầu hành trình. Sau vài ngày luyện tập thì khả năng bắn cũng của dâu ở cũng khá tiến triển. Mọi người tiếp tục băng qua đầm lầy, rất nhanh đã thuận lợi qua ngày thứ hai. Nhưng ngày hôm nay phải băng qua rừng rậm, có thể nói các sinh vật khổng lồ sẽ trú ngụ hết ở đây. Mà lúc này ông lão và dâu ở lại phải chia tay vì khác hướng. Ông còn ưu ái đặc biệt tặng dâu ở một quả lựu đạn phòng thân. Cuộc hành trình sắp tới 48 km, dâu ở sẽ phải tự thân vận động. Lát sau dâu ở đến một khu rừng ngập nước thứ hai, một bảng hiệu hoen dỉ cho thấy đây là vùng cá sấu. Mà đột nhiên chú chó kêu ăng ẳng nhất định không chịu đi, rồi sợ hãi chui tọt vào gầm một món đồ. Quả nhiên mặt đất mọc lên các móng vuốt nhọn. Chính xác thì dâu ở đang đứng trên bụng một con rết khổng lồ. Anh từ từ lấy ra chiếc nỏ dương sẵn, bất ngờ cái đuôi của nó đánh bật dâu ở đi, rồi cứ thế nó siết chặt lấy con vịt nơi cậu vàng đang trốn. Vào tình huống nguy cấp, dâu ở 12 lần nữa lại bị cứng hết người. Đó cũng là nguyên nhân mà để bố mẹ chết ngay trước mặt cậu. Lúc này con rết thỏ những xúc cua ra để ăn con chó. Dâu ở quyết tâm chiến thắng chính bản thân mình, cầm nỏ lên bắn thẳng vào cổ quái vật. Con rết lao đến liền dính thêm mũi thứ hai gục xuống. Dâu ở thành công giết được con rết, nhưng quan trọng nhất là đã chiến thắng được chính bản thân mình. Tối hôm đó trời đổ mưa. 7 năm nay sống dưới hầm chưa bao giờ được ngắm mưa thế này cả. Đột nhiên trong nhà vang lên giọng nói của một con robot. Nó báo rằng còn 51 phút để hoạt động. Chân nó đã bị một con gì đó cắn cụt nên không đi được, nhưng nó sẽ cố gắng tâm sự và giúp đỡ dâu ở hết sức. Dâu ở liền xin chút điện còn lại để bật điện thoại lên, nhờ vậy mà liên lạc được với cô người yêu 7 năm xa cách. Nhưng Ami vừa nói được vài câu thì đột nhiên điện thoại mất liên lạc. Hóa ra robot đã chuẩn bị sập nguồn nên bị tắt. Nó ước dâu ở đưa nó ra ngoài để ngắm bầu trời lần cuối. Tuy robot không biết yêu, nhưng nó nói rằng vì tình yêu mà dâu ở làm những điều thật tuyệt. Tiếc rằng robot không có được những điều này. Robot dành chút điện cuối cùng,
hiện về những tấm ảnh trên mạng của gia đình dâu ở, khiến dâu ở xúc động không kìm nổi nước mắt, ôm chầm lấy con robot còn tưởng mẹ mình. Đúng lúc này bầu trời xuất hiện sứa bay, chúng là loài vô hại và cực kỳ đẹp. Vài phút sau người bạn biết nói này cũng ra đi, dâu ở còn yêu quý chôn cho nó hẳn một ngôi mộ. Một người một chó lại tiếp tục cuộc hành trình. Đột nhiên một lần nữa cậu vàng lại bỏ chạy thục mạng, hóa ra có con gì đang độn thổ đằng sau. Dâu ở nín thở ném món đồ sang chỗ khác, đợi quái vật trồi lên rồi bỏ chạy thục quần. Không ngờ rằng quái vật độn thổ dưới đất mà còn đuổi nhanh hơn cả trên cạn. Dâu ở bất cẩn trượt chân xuống một tả ly, anh cùng cậu vàng vội trốn vào một gốc cây nhỏ. Con run đất cũng từ từ trồi ra phía này. Dâu ở vội bịt miệng chú chó không cho nó thở mạnh, nhờ vậy mà con run rời đi. Anh vội vàng vuột ve cho con chó thở, nhưng cậu vàng thấy áo lót của chủ nhân bay xuống nước, không nghĩ ngợi gì cứ thế chạy ra, quả nhiên đã thu hút con run đất quay lại. Dâu ở vội vàng lao tới lấy lựu đạn ra, nhưng vừa rút chốt lại rơi xuống đất, may là kịp nhặt ném lại vào rơi cuối cùng. Dâu ở thoát chết hét lên sung sướng, nhưng đột nhiên có con gì dưới nước cắn anh, lấy hết sức dâu ở bò lên bờ. Hóa ra là bọn đỉa nhớt to tổ bố, vạch áo ra nó cũng đậu khắp cả người. Như này mà nó đậu vào chim thì mất cái duy trì nòi giống. Dâu ở tức giận mắng chửi cậu vàng, chỉ vì cái áo lót mà hai thằng suýt nữa mất mạng, khiến cậu vàng giận dỗi cũng bỏ đi luôn. Đột nhiên cơ thể dâu ở choáng váng, hóa ra là bọn đỉa nhớt có độc gây ảo giác nặng, cảm giác nó còn phê hơn cả phê cần. Đúng lúc tưởng chừng như sẽ chết ở đây thì đột nhiên bạn gái Ami xuất hiện. Anh sung sướng ôm chầm lấy hôn bạn gái Ami rồi ngất lịm. Đến khi tỉnh lại đã thấy trong nhà Ami, nhưng cô nói rằng không phải cô cứu dâu ở, mà chính là ông già đã cứu dâu ở về. Nghĩ đến nụ hôn lúc nãy dâu ở ớn hết người, Ami nói rằng có một thuyền trưởng đẹp trai muốn đưa mọi người đi. Dâu ở cũng nhận ra đây là một bãi biển khá yên bình và đẹp. Hai người trẻ và thuyền trưởng Cáp cũng xuất hiện. Cáp vốn là một tên điểu cáng, nhưng Ami lại không biết nên cứ nghĩ hắn ta tốt bụng, nên mới dọn hết đồ để theo chuẩn bị theo hắn. Chính điều này đã sắt muối vào trái tim yếu ớt của dâu ở. Anh nghẹn ngào hụt hẫng ngồi thụp xuống, cứ nghĩ rằng đến đây là được yêu và sống cùng Ami. Nhưng Ami nói rằng cô phải theo hắn để giúp những người già lên thuyền. Buổi tối cả nhóm người ngồi bên đống lửa. Qua vài câu chuyện dâu ở cũng bắt đầu cảm thấy tên này có vấn đề rồi. Dâu ở chán đời vào trong gọi điện về cho các bạn ở bong ke cũ, hào hứng kể về những chiến công của mình. Nhưng mọi người nói đợt này họ bị tấn công liên tục, mà đang nói dở câu thì lại bị ngắt liên lạc. Dâu ở nhìn sang bên cạnh thấy một đĩa quả mọng tím, đó chính là quả độc mà cậu từng gặp trong rừng. Vậy có nghĩa thằng thuyền trưởng này rất điểu cáng. Dâu ở vội chạy ra nói chuyện với Ami, nhưng không ngờ cô đã uống rượu say khướt mướt, lại không tin những gì dâu ở nói với anh. Dâu ở còn đang giải thích một thì kẻ đã đánh anh ngất lịm. Sáng hôm sau tỉnh lại thì tất cả đã bị trói cùng nhau. Thằng thuyền trưởng Cáp lúc này cũng thú nhận, chúng vốn là cướp biển chuyên cướp và giết mọi người. Đi đến đâu chúng sẽ cướp thuốc men và đồ ăn thức uống. Hơn nữa hắn có một quái vật làm việc cho hắn, đó chính là một con cua đá siêu to khổng lồ. Ami mạnh mẽ rứt dây trói và nhanh chóng giải thoát cho dâu ở. Rồi cứ vậy cô cầm tấm sắt lao tới hút thẳng vào tên chọc. Dâu ở lại đối mặt với con cua khổng lồ, cậu rút vội một thanh sắt nhọn, chống xuống đất khiến con của mất đà lật nhào ngã ngửa. Đúng lúc này thằng Cáp kích điện cho cua hất văng dâu ở đi. Ami cũng tỉnh lại giao chiến với cô gái, chú cua cũng vùng lên bắt đầu phá mọi thứ tan tành, rồi hướng thẳng về dâu ở muốn làm thịt cậu. Đúng lúc này cậu vàng chạy đến chặn đường, cô gái đều bắn cậu vàng nhưng bị lệch vào con cua. Ami vũng đánh thắng đứa đều dã cho nó mấy gậy, không ngờ bị Cáp vả cho một cái ngất luôn. Dâu ở nhờ cậu vàng đến giúp Ami tỉnh lại, còn bản thân ở lại chiến đấu với cua khổng lồ. Nhưng thằng Cáp liên tục giật điện khiến cô đau đớn, nó mới kẹt một càng vào chân kéo dâu ở đi. Ami vội ném cho dâu ở cầm được khẩu súng, nhưng đúng lúc dâu ở định bắn, cậu chợt nhận ra đôi mắt con cua ngấn lệ vì bị Cáp ép buộc. Dâu ở quyết định bắn đứt xích để giải thoát chú cua. Chú cua ngay lập tức cũng thả hai người xuống, tiến đến như muốn cảm ơn hai người. Rồi cứ vậy tiến thẳng về du thuyền của bọn điểu cáng, từ từ bò lên thuyền ăn thịt hết cái đám điểu giả này. Ami mới bảo cua to thế này chắc nhiều gạc lắm nhỉ. Dâu ở chợt nhớ các bạn ở bong ke đang gặp nguy hiểm, nên anh sẽ quay về để cứu mọi người. Ami cũng nhận ra dâu ở chính là tình yêu đích thực, sẵn sàng vượt núi băng rừng để đến với cô. Trước khi đi dâu ở cũng tặng Ami cuốn sổ anh viết về các loài quái vật, tất nhiên là không thể thiếu một nụ hôn sâu đến dạ dày. Rồi nhanh chóng quay ngược lại về bong ke cũ. Nhưng không ngờ khi về tới nhà mọi người lại đang chơi sâm quỳ vui vẻ. Nhờ kiến thức về các loài quái vật, dâu ở làm chương trình sinh tồn và phát lên radio hướng dẫn tất cả mọi người. Nhờ vậy toàn nhân loại tiếp tục lên mặt đất sinh sống. Vì tình yêu quả thực dâu ở đã thay đổi cả thế giới này. Nên nếu các bạn đang yêu thì hãy làm những điều tốt đẹp như dâu ở nhé. Bye bye.